Và tiếp tục với cái chủ đề là phim tài liệu về Triều Tiên. Và tôi sẽ giải thích cho các bạn là vì sao video này của tôi có thể kéo được khoảng tầm 500.000 lượt view. Và ở tiếp trong video này tôi sẽ chỉ cho các bạn là cách thêm các cái thẻ tác vào đây. Và bạn phải ghi lại điều này. Cái thẻ tác đầu tiên của tôi ấy là nó sẽ nói về là đúng cái từ khóa mà chính của tôi muốn sell luôn, đó là North Korea Documentary. Và đây là một điều rất là quan trọng. Và các bạn nhớ rằng là đầu tiêu đề, đầu mô tả, đầu thẻ tác là cái từ khóa mình muốn sell, và cũng là cái kể cả cái tên file nữa, cái tên file của mình cũng phải chứa cái từ khóa của mình. Và tiếp theo là những cái từ khóa liên quan, là các cái từ khóa liên quan như Kim Jong Un, rồi các cái cuộc chiến tranh, rồi các cái ngôn ngữ, rồi tiếng Hàn, rồi tiếng Trung các thứ. Thì tất cả những cái yếu tố này thì là đều những cái yếu tố liên quan đến cái video của tôi. Và đây là điều cực kỳ quan trọng ở đây. Các bạn nhớ này, tiêu đề rõ ràng, mô tả chi tiết, dài, có link và rất nhiều thẻ tag liên quan. Và những cái từ khóa này chúng ta lấy ở trên YouTube ở Ý thì làm như vậy thì chúng ta sẽ thể kéo thêm được rất là nhiều view từ từ những cái từ khóa mà những cái lượt search liên quan đến các cái chủ đề của chúng ta. Đến các cái chủ đề của chúng ta. Changing some of your keywords, particularly if there's something newsy around relevant to your particular videos, you can do very well.